Sau vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá Nam SEA Games 32, năm thành viên U22 Thái Lan phải nhận án phạt bổ sung từ phía liên đoàn bóng đá nước này phép. Sauri ghi bàn cho U22 Indonesia và hai đội lao vào ẩu đả. Vụ ẩu đả giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia bị chủ tịch liên đoàn bóng đá xứ sở chùa vàng, ông Somio Pumpanuang gọi là nỗi xấu hổ của bóng đá Thái Lan chính vì thế, ngay sau khi U22 Thái Lan về nước từ Campuchia, người đứng đầu phép đã cho thành lập một ủy ban điều tra làm rõ những sai phạm của các thành viên của U22 Thái Lan liên quan đến vụ ẩu đả nói trên. Các thành viên đội U22 Thái Lan nhận án phạt bổ sung sau vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32 Ủy ban điều tra độc lập này do Trung tướng Amway Nimano, sĩ quan cao cấp của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đứng đầu. Sáng nay ngày 23 tháng 5 Ủy ban điều tra này đã công bố án phạt bổ sung cho các thành viên của U22 Thái Lan liên quan đến sự việc. Theo đó, huấn luyện viên thủ môn Chok Chokmo, các chuyên viên kỹ thuật của đội U22 Thái Lan gồm Maith Banada và Pachot Wonsaripuak, mỗi người bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá tại Thái Lan trong vòng một năm. Theo quan điểm của Fed và Ủy ban điều tra do Trung tướng Amway Nimano đứng đầu những người trên chẳng những không can ngăn các cầu thủ khi sự cố xảy ra, mà còn tham gia vào vụ ẩu đả thủ môn Sofonwit Rakin bị treo giò 6 tháng. Ngoài các trợ lý huấn luyện viên và nhân viên kỹ thuật, hai cầu thủ khác của U22 Thái Lan phải nhận án phạt bổ sung có thủ môn Sofonwit Rakin người đánh trưởng đoàn U22 Indonesia và tiền vệ Thilapak Ruanga, mỗi người bị cấm thi đấu 6 tháng. Sở dĩ hai cầu thủ U22 Thái Lan nhận án phạt nhẹ hơn so với các quan chức của đội bóng, được lý giải do các cầu thủ này còn trẻ, vẫn còn nông nổi, nên hành vi của họ vẫn mang tính bộc phát trước đó. Trường đoàn đội tuyển U22 Thái Lan, Phó Chủ tịch Phép, ông Uttana Imkarun, đã tuyên bố từ chức ngay sau khi U22 Thái Lan thua ở chung kết. SEA Games 32 đồng thời ông liên quan đến vụ ẩu đả đáng xấu hổ với U22 Indonesia.